Bây giờ thì tôi sẽ mời một nam nghệ sĩ. Vâng, đó là nam nghệ sĩ Minh Chí. Nam nghệ sĩ Minh Chí, kính thưa quý vị, gần đây và chắc có lẽ lâu rồi, có những cái game show hoặc là những cái giải dạ, những cái giải hoặc là những cái game show đó thì những người nghệ sĩ trẻ có đi tham gia. Thì trong đó nghệ sĩ Minh Chí này cũng có đi tham gia cái chương trình là Đường Đến Danh Ca. Vâng, còn như thế nào nữa thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà đó là sự nỗ lực của em và được sự thương yêu của quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị đến với tiếng hát của Minh Chí. Minh Chí xin được phép gửi lời chào đến tất cả bà con cô bác có mặt tại buổi tang lễ tối đêm nay ạ. Dạ, cái dốc kia hơi cao, Chí xin phép được đứng ở dưới này luôn ạ. Dạ vâng ạ, hôm nay đến chia buồn với gia đình thì Chí cũng xin phép gửi đến tất cả một bài hát được mang tên Đào Làm Con. Xin mời cùng tiền tước ạ. Ôi hai tiếng mẹ cha nghe sao nó đậm đà thương thương quá. Vì biết bao gian lao khôn khó, cha mẹ nào quản chi, chỉ cầu mong cho con được rày đây mai đó, mong kiếm được tiền để lo lắng cho con. Dẫu rằng thân xác héo hon, miệng còn hơi thở là còn lo toan. Quỳ sao ơi tấm lòng son, dù biển cả non mòn nhưng tình cho con không thay đổi. Mùa du lan năm nay, chị
chỉ có các con lên chùa lễ Phật. Cha ơi, con nhớ cha lắm, nhưng con biết tìm cha ở nơi đâu. Bây giờ con đi tìm đâu, tìm đâu đền đáp ân sâu của cha mình. Giờ đây chỉ biết đứng nhìn, nhìn bao cảnh vật để mình dâng dương. Dù rằng xa cách ngàn phương, nhưng con vẫn mãi nhớ thương trọn đời. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin cảm ơn tình thương và những cành hoa thân thương của tất cả bà con cô bác ạ. Dạ con cảm ơn ạ.